chung và giá bán của một sản phẩm là cái gì, để từ đó mình có cái kiến thức nền tảng lúc mình tư vấn khách hàng á, mình định hướng khách hàng vô trong cái phần này, vô trong 1, 2, 3, 4 gì đó áp dụng để đưa cho khách hàng thấy được rằng là ô giá của mình như thế là tốt là rẻ, không có nên chấp nhận rủi ro để mua cái giá thấp. Rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ định nghĩa để các chị hiểu hơn là chi phí chung và giá bán là cái gì. Chi phí chung á, chi phí chung á, nó là chi phí chung là số tiền mà các bạn bỏ ra để sở hữu một sản phẩm trong suốt vòng đời của nó. Và để trong suốt vòng đời này nó sẽ có 7 loại chi phí khác nhau, nó cấu thành nên chi phí chung của sản phẩm. Rồi chúng ta tập trung cái ha, cái đoạn này gần về cuối rồi các anh chị hơi lăn tăn nha, tập trung này. Cái giá bán là giá bán, là chi phí ban đầu mà khách hàng bỏ ra. Tôi lấy ví dụ cái chiếc iPhone. Chiếc iPhone 14 bán 30 triệu thì 30 triệu gọi là giá bán, đúng không ạ? Đó là chi phí ban đầu mà bỏ ra. Rồi chi phí chung là chi phí mà bạn phải bỏ ra để sở hữu cả trọn đời của cái chiếc iPhone đó. Có nghĩa là bạn đâu có phải mua 30 triệu iPhone không đâu, bạn còn mua cái gì nữa? Cái uplink, bạn còn mua trang trí cho cái iPhone, bạn còn mua thêm cái bảo hiểm cho iPhone, bạn còn mua thêm rất là nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Thì cái đó nó sẽ đi suốt vòng đời, chưa kể nó hư hỏng hóc, bạn phải mang đi sửa cũng bị tính thêm tiền. Thì cái chi phí chung đó mới là cái chi phí thật sự khách hàng phải trả, chứ không phải là chi phí ban đầu đó. Các anh chị đồng ý điều này không? Tới phút này hiểu không? Mình bỏ tiền ra mình mua một cái sản phẩm thì các anh chị em phải nhớ là mình phải tính chi phí chung, chứ không được tính chi phí mà mình mua sản phẩm. Bạn mua một cái laptop mà nó bán bạn 15 triệu thì bạn phải hiểu rằng là không bao giờ có giá 15 triệu đâu. Bạn mà sở hữu nó là bạn phải mất 20 triệu đến 30 triệu. Hiểu ý không ạ? Tại vì bạn còn phải mua cái thứ khác nữa mà, nào là mua con chuột, nào là mua những cái bao da, nào là mua rồi đi bảo hành, rồi đủ thứ trên đời dưới đó. Cho nên là chi phí nó phải cao hơn. Vì vậy cái giá bán chỉ là một cái giá để đánh lừa người khác thôi. Chứ trên thực tế bạn muốn sử dụng nó là bạn phải tốn tiền. Thử hỏi các anh chị mua cái chiếc ô tô, bạn mua chiếc ô tô giá bán ô tô là 500 triệu. Thử hỏi rằng chi phí chung của chiếc ô tô là bao nhiêu? Làm gì mà có chuyện 500 triệu? Bạn về bạn phải trả cho bãi xe, bạn gửi xe 1 triệu, 1 triệu mấy một tháng. Bảo hành của chiếc xe bao nhiêu tiền một tháng? Rồi đủ thứ trên trời nó cũng như vậy. Chi phí chung của một chiếc ô tô nó rất lớn, để sở hữu một cái vòng đời nó rất lớn, chứ không phải là chỉ 500 triệu. Ngay cả căn nhà cũng thế, hao mòn của nó vân vân. Như vậy thì cái chi phí chung luôn là một chi phí là mình mua nó về mình phải nuôi nó. Nói thẳng là vậy, mua về là phải nuôi hết, tất cả đều mua về phải nuôi hết, không có gì mà không nuôi hết trơn. Rồi cho nên là quan trọng là nuôi ít hay nuôi nhiều. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích trong cái chi phí chung này nó có cái gì, để làm gì, để chúng ta hiểu và chúng ta đánh thức khách hàng. Chị ơi, chị ơi, chị thấy là giá là bên đó rẻ hơn, là em phân tích cho chị nào không có rẻ hơn đâu. Bởi vì khi chị mua về thì còn phải có thêm này, thêm này, thêm này, bên em thì không cần thêm này, thêm này. Tức là chúng ta sẽ chứng minh cho khách hàng thấy là cái chi phí mà chị mua cho của em nó là chi phí chết chung, là chi phí chung, chứ phải giá bán. Ok, có 7 chi phí chung cấu thành. 7 chi phí chung. Cái thứ nhất là chi phí ban đầu, rồi khỏi nói nữa. Không nhắc cái này các chị hiểu rồi, nó là chi phí tiền bỏ ra mua ban đầu. Cái thứ hai là chi phí sản phẩm lỗi. Chi phí sản phẩm lỗi có nghĩa là nếu như sản phẩm nào bị lỗi thì tổn thất cái chất lượng sản phẩm. Các anh chị hãy dùng sản phẩm này là sử dụng chất lượng kém. Tôi lấy ví dụ như bạn mua cái gói data giá rẻ thì cái mạng nó sẽ yếu, đương nhiên rồi. Data giá rẻ và nó ít thì đương nhiên là cái mạng yếu, mạng yếu nó sẽ kéo theo thiệt hại về tổn thất khi bạn làm việc theo trong cái điều kiện mạng yếu như thế. Và thậm chí có khi bạn không dùng nữa, rồi phải bỏ nó, bạn mua cái khác. Thì có phải cái chi phí sản phẩm lỗi nó sẽ khiến cho các bạn bị thiệt hại về những cái chất lượng, những cái chi phí cơ hội cho các chị, đúng không ạ? Rồi, các chị đồng ý và hiểu thì bỏ số 2 cho thầy. Các chị hiểu về cái chi phí sản phẩm lỗi bỏ số 2 cho thầy. Đây là lý do mà chúng các chị em đưa ra và chỉ cần nói cái chữ rủi ro, khách hàng sợ chạy tám giác. Khách hàng giật mình, nó trời cái rủi ro, và em phân tích cho chị những cái rủi ro này. Chị thấy có những rủi ro này có thể xảy ra khi chị mua sản phẩm có lẽ bao giờ. Mình nói rủi ro thì tắt rủi ro thì phân tích cụ thể một. Thứ nhất, nếu như nó có lỗi, sản phẩm lỗi thì chị phải sống với lại cái đó cho mình. Giống như cái kiểu là chị lấy một ông chồng.
chồng mà chị lấy ông chồng mà ông chồng bị lỗi rồi chị ở với ông cả đời như thế thì chị nổi không? Sao chị nổi được đúng không? Mà ly dị thì không dám ly dị đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục là cái số 3, đó là chi phí sửa chữa. Nếu lỡ mà rủi ro chúng ta gặp một cái sản phẩm mà bị lỗi như thế, bây giờ khi mà bị lỗi mình đã bị thiệt hại về cái chất lượng mình làm việc rồi. À, ví dụ như bạn mua một cái máy tính, máy tính nó bị lỗi một cái là bạn thấy bạn mất đi hiệu quả làm việc rồi. Tôi lấy ví dụ ngày hôm nay mà máy tính của tôi mà không xịn mà nó đang chạy như thế này mà nó tắt một cái rực một cái thử hỏi rồi. Tôi bị thiệt hại về điều gì? Đó là thiệt hại về chất lượng, về uy tín của tôi đối với các anh chị em ở đây. Thiệt hại rất nhiều đúng không ạ? Rồi bắt đầu tôi thiệt hại nữa, tôi mang cái máy tính đi sửa chữa, nó vào thành chi phí sửa chữa. Thì đây là khoản chi phí dành cho bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa. Tiếp theo nữa là chi phí thay thế. Cái này thì dễ rồi, chi phí sửa chữa dễ hiểu rồi. Rồi chi phí thay thế có nghĩa là nếu như mà tôi đi đem đi sửa thì tôi cũng phải có một cái sản phẩm khác để mà tôi thay đổi chứ, để tôi thay thế. Ngày mai tôi còn một lớp dạy nữa, bây giờ tôi đi sửa cái laptop này thì tôi lấy cái đâu? Tôi cũng phải đi tìm một cái máy khác hoặc mượn ai đó hoặc làm gì đó, gọi là chi phí thay thế. Đấy vậy ha, đây cũng là một dạng chi phí, đây cũng là một dạng chi phí. Các gì thấy không? Nó bắt đầu nó lồi ra quá trời chi phí luôn. Chi phí sản phẩm nổi, chi phí sửa chữa, rồi mình phải thay thế đó, rồi còn chi phí gì nữa không? Nếu như rủi ro xảy ra, nó bao gồm có chi phí gián tiếp và trực tiếp. Chi phí gián tiếp và trực tiếp có nghĩa là chi phí liên quan đến gia hàng, chi phí tiền xăng xe mà các anh chị đi đến cái cửa hàng đó để các anh chị khiếu nại để chị mua hàng, rồi chưa kể là chi phí ăn uống giao tiếp. Nếu đây là một cái sản phẩm mà phải gặp nhiều thời gian, ví dụ như là mua một cái dự án, một cái bất động sản thì mất rất nhiều chi phí ăn uống giao tiếp này, đúng không ạ? Chi phí mua kèm với sản phẩm chính, những phần mềm bổ sung máy tính, phụ kiện, chiếc điện thoại hay là chiếc ô tô bất cần tập, thậm chí là bị upsell nữa. Thì đây là những cái chi phí gọi là gián tiếp và trực tiếp. Còn chi phí gì nữa? Chi phí bất tiện. Chi phí bất tiện là những cái rắc rối phát sinh ngoài dự tính, như thời gian chờ đợi của các anh chị. Mình đi mua mình cũng phải mất nhiều thời gian, khi mà đi thay đổi cái đi bảo hành một cái sản phẩm bị hư, mình cũng phải mang đi chứ. Hiện tại đâu có nơi nào mà kiểu như tôi gọi điện cái bị hư có người chạy tới nhà để mà lấy cái hư đi sửa chữa đâu. Các anh chị phải chạy trực tiếp đến đó, cũng phải tốn tiền xăng, cũng phải tốn mất thời gian, đúng không ạ? Rồi chưa kể phải chạy đi chạy lại đi tìm kiếm các nơi rồi mới sở hữu được sản phẩm đó, thì các anh chị cũng mất thời gian. Rồi chưa kể các thủ tục giấy tờ nhiều kê cũng là một dạng chi phí. Nếu như mà quy trình ngắn gọn thì tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho khách hàng. Và nếu như bạn là một doanh nhân lớn tính theo thu nhập, giống như ngày hôm đầu tiên chúng ta học, một ngày một giờ của các anh chị là 100.000 đồng. Thế thì các anh chị thấy là sau khi mà tính ra được là một giờ 100.000 đồng rồi đó, thì bây giờ các anh chị thử đi dùng sạc suốt một buổi trời là 3-4 tiếng đồng hồ để đi sửa một cái máy tính không, thì đâu phải là chỉ tiền sửa chữa, tiền xăng đâu, rồi tiền 3 tiếng đồng hồ của anh chị mỗi tiếng 100.000 đâu, rồi tiền ăn uống của các anh chị đâu, rồi tiền thay thế cái sản phẩm đâu, rồi thay vì cái thời gian đó là các anh chị tạo ra tiền tiếp tục nữa mà các anh chị không tạo ra được đồng tiền, như vậy nó gọi là chi phí bất tiện. Rồi còn chi phí gì nữa? Chi phí cơ hội. Nó là cơ hội là những cái sản phẩm có thể tạo ra nhưng vô tình nó đã không hoạt động được, nên bạn phải mất đi những cơ hội kiếm được tiền từ hoặc sản phẩm đó, đúng không ạ? Ví dụ như là cái sản phẩm bạn là đúng ra là cái máy phát điện hay là cái máy đó là nó sẽ giúp cho bạn kiếm tiền. Và bây giờ cái máy đó đi sửa là bạn không kiếm được tiền. Vậy thì nó gọi là chi phí cơ hội. Rồi các chị hiểu trong tất cả những cái chi phí này không? Hiểu thì gõ số 7 cho thầy, hiểu gõ số 7. Hiểu gõ số 7. Ok. Sau khi mình hiểu tất cả những cái chi phí cấu thành này và những cái rủi ro phải khi mà một cái sản phẩm rủi ro xảy ra thì khách hàng phải chịu những cái chi phí này, thì bắt đầu các anh chị có hình dung ra trong đầu của mình để làm cái nền tảng lúc tư vấn cho khách, trời ơi chị mà bị mua sản phẩm mà bị rủi ro thì sẽ gặp gì, thì nói ra khách hàng giật mình, anh chị ha, nói ra thì giật mình sợ. Ok, tôi chia sẻ với các anh chị về, chia sẻ nhanh thôi về cái...